suy tim có nguy hiểm không? Khi bị suy tim, người bệnh không chỉ bị hạn chế thể lực mà còn có nguy cơ đối mặt với những biến chứng gây ảnh hưởng đến tính mạng. Để nhận thức rõ hơn về mức độ nguy hiểm của suy tim, hãy cùng tìm hiểu 6 biến chứng suy tim thường gặp ngay sau đây. 1. Biến chứng cục máu đông. Suy tim khiến quá trình lưu thông máu kém hiệu quả, dễ hình thành cục máu đông gây tắc nghẽn hoàn toàn lòng động mạch, dẫn đến nhồi máu cơ tim, đột quỵ não. Đây là hai biến chứng rất nguy hiểm, có thể khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được cấp cứu kịp thời. 2. Biến chứng suy gan. Tim bị suy yếu khiến cho máu bị ứ đọng tại gan, làm tăng áp lực cho gan và khiến các tế bào gan bị tổn thương, lâu dần sẽ dẫn đến suy giảm chức năng gan. 3. Biến chứng suy thận. Máu không lưu thông tốt khiến cho thận không nhận đủ oxy, dưỡng chất để duy trì hoạt động, hậu quả là chức năng thận bị suy giảm. Người bệnh bị suy thận nặng sẽ có nguy cơ cao phải lọc máu cùng các biện pháp hỗ trợ khác, gây tốn kém và ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. 4. Biến chứng lên van tim. Van tim có nhiệm vụ đóng mở để máu chảy qua các buồng tim theo một chiều nhất định. Suy tim lâu ngày sẽ dẫn đến sự biến đổi cấu trúc của các buồng tim, hệ quả là các van tim không để đóng mở đúng cách, gây ra hẹp hoặc hở van tim. 5. Biến chứng rối loạn nhịp tim. Cấu trúc tim bị biến đổi nên đáp ứng kém với các xung điện trong tim, kết quả là tim đập quá nhanh, quá chậm hoặc đập hỗn loạn. Nguy hiểm nhất là các dạng rối loạn nhịp tim nhanh như rung nhĩ, rung thất, nhịp nhanh thất có thể dẫn đến đột tử. 6. Biến chứng phù phổi cấp. Nguyên nhân gây phù phổi cấp là do máu bị ứ tại phổi nghiêm trọng, gây suy hô hấp cấp với biểu hiện khó thở đột ngột dữ dội, trào dịch bọt khí ra mũi miệng. Tình trạng này còn được gọi là chết đuối chân cạn, cần được cấp cứu kịp thời. Lời khuyên để phòng tránh các biến chứng suy tim. Suy tim mặc dù nguy hiểm nhưng không phải là hết hy vọng. Chỉ cần tuân thủ theo những lời khuyên hữu ích sau đây, bạn hoàn toàn có thể chung sống khỏe mạnh với suy tim mà không còn phải lo lắng về nguy cơ biến chứng trong tương lai. 1. Tăng cường rau xanh, trái cây tươi và ngũ cốc nguyên hạt trong các bữa ăn. 2. Hạn chế lượng đường, muối và các loại thực phẩm giàu chất béo bão hòa. 3. Ngừng hút thuốc. 4. Hạn chế rượu, bia, cà phê và các chất kích thích khác. 5. Không nên uống quá 1,5 lít nước mỗi ngày. 6. Giữ tâm lý luôn vui khỏe, thoải mái, tránh căng thẳng lo lắng. 7. Theo dõi thường xuyên chỉ số huyết áp cũng như lượng đường huyết, mỡ máu trong cơ thể. 8. Tái khám định kỳ để được kịp thời điều chỉnh phác đồ điều trị khi cần thiết. 9. Sử dụng sản phẩm thảo dược hỗ trợ điều trị suy tim. Bên cạnh sử dụng thuốc điều trị suy tim theo chỉ định, việc bổ sung thêm các sản phẩm hỗ trợ từ thảo dược tự nhiên như vương tâm thống chính là giải pháp tối ưu để giảm thiểu những biến chứng từ suy tim. Vương tâm thống là sự kết hợp giữa 9 thành phần gồm bồ hoàng, đỏ ngọn, đan sâm, hoàng bá, mạch môn, sơn tra, L-carnitin fumarat, cao nacto, alpha lipoic acid có tác dụng tăng cường lưu thông máu, chống huyết khối và ổn định nhịp tim, từ đó giúp giảm nhanh các triệu chứng khó thở, hụt hơi, đau tức ngực, mệt mỏi và đẩy lùi các biến chứng suy tim, kéo dài tuổi thọ cho người bệnh. Hy vọng rằng qua video này, bạn đã hiểu rõ hơn về mức độ nguy hiểm của suy tim và biết cách để phòng tránh rủi ro hiệu quả. Nếu bạn quan tâm và muốn được tư vấn chi tiết hơn về giải pháp trị suy tim từ thảo dược an toàn, hiệu quả, vui lòng liên hệ qua tổng đài hoặc Zalo 0962 546 541 để được hỗ trợ trong thời gian sớm nhất.